vào cái mùa từ tháng 6 trở đi đến tháng 8 là rất là nhiều rác. Khách hướng người ta đến đây người ta nhìn người ta đánh giá rất là nhiều. Thứ nhất là về nó cái thẩm mỹ nó không được đẹp. Thứ hai là có những cái mùi nó bốc lên cũng tỉnh. Mình cũng nên có cái biển pháp dọn rác làm sao cho biển nó sạch đẹp. Người ta nhìn thấy cái này là khách tới đây là người ta không dám xuống biển ra tắm. Người ta chỉ ra biển ra nhìn thấy rác cái này là không dám xuống. Rất là ảnh hưởng đến cái lượng khách du lịch tới đây. Looks dirty for me. Very dirty, lots of garbage. Thank you.